xin chào mọi người đã quay lại với kênh Anh Duyên Audio. Ngày hôm nay mình sẽ review cho mọi người một sản phẩm đến từ thương hiệu Sennheiser, tai nghe CX400BT, dòng tai nghe True Wireless mới nhất đến từ thương hiệu của nước Đức này. Sản phẩm đang được bán tại Anh Duyên Audio và link mình có để dưới phần mô tả bên dưới. Còn bây giờ thì hãy cùng vào chi tiết của chiếc tai nghe này nhé. Như mọi người cũng biết thì CX400BT được Sennheiser cho ra mắt và giới thiệu vào tháng 9 vừa qua với mức giá là 5.400.000 đồng. Khi mới chạm vào và mở hộp ra, chúng ta có thể thấy thiết kế của nó khá là chắc chắn và bên trong nó có một nam châm giúp chúng ta có thể cố định lại chiếc tai nghe để khi chúng ta lắc hoặc rút nó xuống như thế này thì tai nghe sẽ không bị rơi ra. Mặt trên của chiếc tai nghe được làm phẳng và có bề mặt cảm ứng. Bề mặt cảm ứng này được để ngay vị trí logo Sennheiser, cho phép các bạn thực hiện một số lệnh cơ bản như qua bài, dùng chơi nhạc hoặc nghe điện thoại. Trọng lượng của chiếc tai nghe này khá nhẹ, chỉ khoảng 50g. Điều này giúp các bạn có thể đeo chiếc tai nghe này lâu hơn. Mình cũng đã có sử dụng thực tế chiếc tai nghe này từ 3 đến 4 tiếng và sử dụng một thời gian dài như vậy thì mình cảm thấy phần tiếp xúc với tai mình không hề bị đau hay là có bất kỳ cảm giác không thoải mái nào. Để đeo chiếc tai nghe cho thoải mái thì mình sẽ lưu ý với các bạn hai điểm. Đầu tiên đó là về tip silicone. Sẵn trong hộp thì nhà sản xuất để cho các bạn 3 size là S, M, L và mặc định khi các bạn mở hộp tai nghe sẽ là size M. Mình khuyên các bạn khi mua về thì chúng ta nên thử cả 3 size để xem cái nào phù hợp với mình nhất. Điều thứ hai mình lưu ý các bạn là cách đeo. Như các bạn cũng thấy trên hộp, Sennheiser đã tinh tế mô tả hình ảnh khi đeo. Đầu tiên các bạn sẽ đưa chiếc tai nghe lên phần lỗ tai, sau đó nhẹ nhàng xoay chiếc tai nghe một xíu. Như vậy tai của bạn sẽ được ôm trọn bởi cái tai nghe. Và điều này giúp cho các bạn đeo thời gian dài mà không bị nóng tai và rất thoải mái. Điều tiếp theo ấn tượng mình đó chính là thời lượng pin của chiếc tai nghe. 20 tiếng trên cả hộp và tai nghe, 13 tiếng cho hộp và 7 tiếng cho tai nghe. Điều này giúp cho các bạn có thể sử dụng tai nghe 3 đến 4 ngày mà không cần sạc. Ngoài ra, Sennheiser còn tập trung khả năng đàm thoại trên chiếc tai nghe này. Việc trang bị micro giúp thu âm thanh từ môi trường bên ngoài sẽ giúp tập trung hơn vào giọng của các bạn, qua đó triệt tiêu các tiếng ồn bên ngoài, giúp làm cho cuộc đàm thoại của các bạn trở nên tốt hơn. Tai nghe này có codec aptX và Bluetooth 5.1. aptX là codec chuyên dụng giúp truyền tải âm thanh 16 bit và 44 kHz, ngang với chất lượng của những đĩa CD mà chúng ta hay nghe. Tai nghe này sử dụng driver Dynamic 7mm và Sennheiser cũng xác nhận rằng driver này được sử dụng trên chiếc tai nghe đầu bảng là Momentum True Wireless 2. Điều này giúp các bạn có thể trải nghiệm âm thanh giống lên đến 80-90% so với con đầu bảng kia, nhưng với mức giá dễ chịu hơn rất nhiều. Về chất âm thì tiếng của chiếc tai nghe này khá đầm, ấm, các dãy âm thể hiện khá tốt. Các bạn sẽ không cảm nhận dãy âm bass xen vô với những dãy âm khác. Dãy bass tầm trung từ 100 đến 160Hz. Khá chắc và ấn tượng, và với mức giá chỉ 5.400.000 đồng, dù không hỗ trợ chống ồn như tai nghe Momentum True Wireless 2, nhưng mình chắc chắn về chất âm nó sẽ khiến các bạn vô cùng hài lòng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Anh Duyên Audio. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, đừng quên bấm like và subscribe channel của tụi mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.